À, xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách đấu cái công tắc ổ kém này. Mình sẽ chia sẻ cho bạn cách đấu công tắc ổ kém của anh quên lắp nha các bạn. Đây. Hai em mình sẽ đấu là hai công tắc và hai ổ kém nha. Hai công tắc và hai ổ kém. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái bịch ni lông này ra, thì sẽ đấu vô dây điện này cho các bạn xem luôn. Đây, đây thì nó có bốn lỗ để mà mình gắn cái công tắc ổ kém vào nha các bạn. Thì nó có thì mạch 1, mạch 2, mạch 3, mạch 4, mạch 5, mạch 6 có đầy đủ luôn nha các bạn. Mạch 1 thì nó chỉ có một đứa này thôi và nó gắn ở chính giữa. Còn mạch 2 thì hai cái này. Mạch 3 là nguyên một cái mạch nạ này, là một bên thôi. Còn mạch 4 ở đây. Mạch 5 thì nó có một cái chỗ đây nữa nha. Mạch xé là hai cái đây mất hết. Đây nó có 1 2 3 4 5 xé. Rồi, đây đó. Mình bỏ qua cái đó, vừa mình sẽ nói về cách gắn cái mình sẽ tháo cái này ra nha. Nó có rửa cho mình tháo luôn nha. Mình sẽ tháo ra. Đó. Nó có xi 4 con ốc này nha các bạn. Rồi, mình sẽ để tí nữa mình bạn. Bây giờ mình sẽ lắp vào thì mình cũng đặt có bốn cái hạt này rồi. Mình có hai hạt công tắc một chiều nha các bạn. Ở đây là hai hạt ổ kém. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách gắn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn công tắc phía bên này là có gừa là bật này. Ở đây là bật nha các bạn. Đây là tắc này. Thì mình đa số thì mình gắn là bật phía bên tay phải. Và bật phải là bật. Còn trái là tắc. Qua phải là bật, thì nó có sẽ có một cái gừa như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ gắn vào. Đương nhiên thì công tắc thì mình sẽ gắn ở trên thôi các bạn. Mình bố vào một đầu cho nó vô một khớp đầu nha. Còn đầu còn lại mình nhấn mạnh vào nha, đầu đây nhấn mạnh vào đó, các bạn như cái kịch không đó, là lúc đó là vào rồi đó. Rồi một cái, rồi mình sẽ đặt cho cái ổ kém này là hai công tắc và hai ổ kém. Thì hai công tắc mình sẽ đặt phía trên và hai ổ kém mình phải đặt phía dưới nha các bạn, cho mình dễ sử dụng. Xe này mình kém ở dưới này thì dây nó lèm thèm dễ sử dụng. Rồi cái đến mình sẽ đặt cái thứ hai. Rồi bây giờ chuyển sang ổ kém này các bạn nha. Ổ kém thì mình cũng làm như thế nha các bạn. Ổ kém mình cũng làm như vậy. Đây đó, mình cho nó vô một đầu trước đã, rồi tiếp tục đầu thứ hai vô. Đó, như cái rét là ok, nó đã vô cửa của nó. Rồi tiếp tục mình sẽ gắn cái tiếp theo vô luôn nha các bạn. Mình sẽ gắn tiếp theo đó. Rồi ok, đó là mạch 4. Rồi mạch 4 thì cái này mình đại mạch nạ là nó sẽ như thế này nha các bạn nha. Nó sẽ như thế này. Rồi các bạn đợi mình xíu nha. Rồi, mình mấy công chuyện chút xíu. Đây, giờ nó lắp như thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn. Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn cách đấu. Thì trước tiên á, thì mình sẽ gắn những cái cầu, những cái đường này qua đường này nha. Tất cả cầu vô xem rồi mình mới bắt đầu mình gắn cái điều khiển này vô. Rồi, bây giờ đen ta mình có đây, các bạn nhìn thấy ở đây có thấy rõ không biết không, bị chói nè, mình đứng đây. Rồi bây giờ mình các bạn nhìn L này các bạn, đây là ổ kém, hai ổ kém thì L mình sẽ cầu qua L và cầu ra cho công tắc cho ổ kém luôn. Rồi mình sẽ làm cái nhỏ nhỏ ra, bây giờ mình sẽ cầu
các bạn xem clip trước của mình thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn xem rất kỹ rồi. Đây mình gắn vào cầu qua phía công tắc bên này đó, nhận vào thôi các bạn. Đó các bạn thấy không? Ok, tiếp tục mình sẽ cầu cái tiếp theo. Đây các bạn, mình sẽ cầu qua công tắc bên này. Đây là mình làm nhanh nha các bạn, mình không có hướng dẫn kỹ nữa đó. Tại cái clip trước mình cũng đã hướng dẫn kỹ luôn rồi. Mình hướng dẫn cái điểm này sao sao rồi nha. Đây nó có lờ nè các bạn, đó mình sẽ cầu qua, tất cả cầu qua. Thì mình sẽ dùng dây mè đỏ này. Rồi, bên này mình cũng cầu qua. Cầu qua phía bên này luôn. Rồi đó, khi mình nhét vào thì nó dính hết nha các bạn, không cần phải siết áp gì nữa nha. Rồi bắt đầu dây nguội này. Dây nguội thì mình lấy từ điểm này qua điểm này cho dây nguội ô cam, dây nguội ô kém thôi nha. Đó thì mình sẽ cầu qua thôi, nó đơn giản lắm các bạn. Các bạn hiểu nguyên lý của nó rất chi là dễ làm việc. Rồi bây giờ mình đã cầu sen nha các bạn. Như thế này là đã xem rồi nè nha các bạn. Đó, như thế này là đã xem hết ở đây rồi. Bây giờ bắt đầu qua khiển của công tắc nè. Rồi dây khiển một dây công tắc, hai công tắc và đây ô kép. Bây giờ mình sẽ đưa nguồn vô đây, nguồn chính vô đây. Đó, L N vào dây điều khiển. Ok. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt dây luôn. Đây. Thì hai kẹp dây 4 chấm này là dây nguồn nha các bạn nha. Hai kẹp dây 4 chấm đây là dây nguồn, thì dây nguồn ở trên xuống là dây nguồn chính, và dây nguồn ở phía bên trái qua là dây nguồn cấp cho những cái máy lạnh phía bên kia nha, cấp cho cái phèn này, cấp cho máy lạnh. Rồi kẹp dây tiếp theo kẹp dây đây là dây nguồn để mình ấy, để mình làm công tắc cho cái đường trước phía bên này, phía bên dắt bên kia đấu diện. Rồi tiếp theo một kẹp nữa là mình là của đèn ngủ, và một dây đây là của dây đèn tiếp. Ok, bắt đầu mình sẽ đấu. Rồi mình sẽ đấu dây nguồn chính vô dây nguồn chia ra nha các bạn. Đấu và siết thật kỹ lại. Đây mình sẽ đấu vào. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy kìm xiết vào nha các bạn, dạng chặt những mối nối vào. Lấy kìm bằng nha các bạn, kìm mỏ bằng này. Ok, một dây. Bây giờ mình sẽ lấy băng keo dính và sẽ phiến vào. Đây băng keo dính nha các bạn, mình sẽ quấn băng keo vào. Quấn chặt mối nối vào nha các bạn. Dây lửa, mình quy định dây mè xanh là dây lửa và dây mè đen là dây nguội.
Rồi, ok. Như vậy là đã xem một kẹp, đây là kẹp nguồn chính luôn. Bây giờ mình sẽ là nó là một kẹp nguồn chính nha các bạn. Rồi. Mình sẽ cắt dây. Cách vừa đủ để mà nhét vô ổ kém thôi nha các bạn. Rồi, đây thì là dây nguồn chính, đây là dây nguồn phụ, mình đưa qua ổ kém bên kia thì mình sẽ làm dấu dây nguồn luôn. Rồi các bạn, đây mình sẽ cắt những cái điều khiển công tắc điều khiển này và tuốt dây ra luôn để mình đấu vô công tắc ổ kém luôn. Rồi các bạn nhìn thấy, đây mình sẽ nói lại lần nữa nha các bạn. Ok, mình sẽ nói lại lần nữa. Rồi bây giờ dây kẹp dây đây là dây nguồn chính. Rồi dây đây là dây nguồn phụ để đưa qua công tắc ổ kép phía bên này. Đây mình cũng đã làm rồi đây. Đây các bạn thấy không? Đó. Để mình đưa qua dây 1.5 thôi, không cần nhiều. Còn ở đây kẹp dây đây là một dây đèn ngủ và dây đây là dây béo tiếp. Đây mình sẽ quay lên cho bạn xem luôn. Đó, béo đèn ngủ, béo đèn ngủ nha bạn, và béo tiếp. Rồi ok, thì mũi béo tiếp thì mình đã đấu ở trên trạm trên kia rồi nha. Rồi tiếp tục, mình sẽ tiếp tục làm cho bạn xem luôn. Đây, giờ đây là dây nguồn chính thì mình sẽ đấu vô lửa là dây màu đỏ. Thì giờ đây mình lấy dây lửa là dây màu xanh. Thì mình sẽ nhét vào. Rồi, dây màu đen là dây nguội, mình nhét vào luôn. Rồi. Tiếp tục là dây điều khiển. Dây điều khiển đèn này nha các bạn. Hai dây mè đỏ đây mình sẽ nét vào hai đầu còn lại của dây của công tắc nha. Rồi ok, tiếp theo còn lại là một dây nguội của đèn và một dây nguội của ổ kém, mình sẽ nhét vào đây. Dây lửa thì mình sẽ nhét vào đây, dây lửa đây nha các bạn. Đó, bạn thấy không, nó đi qua đây này. Đó, qua đây, nó sẽ tới đây, nhét vào đây. Đó. Tiếp tục còn hai dây nguội còn lại, mình sẽ nhét, mình sẽ đấu vô đây nha các bạn, đấu vô đây. Tại đây thì nó cầu qua có nguội rồi nè, đây dây mè đen này, đó nó cầu qua đây thì có nguội rồi, mình sẽ nhét hai dây vô chung. Thì dây đây 1.5 nên mình sẽ nhét nó rất chi là dễ. Đó, mình nhét hai dây được. Cứng ngắc nha bạn, rút ra không được luôn này. Rồi ok, mình sẽ nói lại một lần nữa cho bạn xem. Rồi kẹp dây đây là một dây nguồn chính, mình sẽ đưa vô ổ kém nha các bạn. Đó thì lửa sẽ đi như thế này, đó đi lên này cấp qua đây. Đây dây mèo đỏ đây là dây để cấp qua bên cái mặt đối diện bên kia là dây lửa. Rồi dây nguội thì mình cũng cầu qua đây thì đương nhiên ổ kém sẽ có điện. Thì cái đây là hai dây nguội của một dây nguội của thằng đèn ngủ và một dây nguội nguồn chính để đưa ra phía đấu xe đích của thằng này. Rồi còn hai dây mèo đỏ là hai dây điều khiển đèn thì mình sẽ đưa qua hai lỗ, đưa qua lỗ bên này cũng được nha các bạn. Rồi bắt đầu vừa mình dàn ốc vô, xiết ốc vô. Nhớ là xếp gọn gọn dây nha các bạn, dây gọn gàng vào, dây gọn gàng thì nó sẽ vô mới đẹp. Rồi. Nhớ là hai con tép mình để phía trên nha các bạn. Rồi, giờ ốc mình sẽ bắp ra và xiết nó vào.
sẽ xiết ốc vào nha các bạn. Mình sẽ xiết đều tất cả bốn con ốc nha các bạn. Xiết đều. Xiết đều tất cả bốn con ốc. Thì nó sẽ vô thì nó sẽ khớp đẹp. Ok, và mình sẽ đại mặt nạ này vào nha các bạn. Nó có sẽ có một cái gừa ở đây này các bạn. Rồi nó khớp với cái gừa phía đây nha. Rồi, wow. Rồi ok. Bạn thấy sao? Đó. Khá đẹp các bạn. Đó, không thể vết luôn. Đây nó còn dính hồ chút xíu. Rồi ok. Đây là bạc, này là bạc. Đây, mình cũng đã giới thiệu cho các bạn xem. Thì các bạn nào mà thấy hay á thì các bạn nào mà thấy hay á thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.